secrets hide in plain sight. Where the streets are empty, that's where we run. Everyday people do everyday things, but I can't be one of them. I know you hear me now, we are a different kind. We can do anything. We could be heroes. We could be heroes. Me and you. We could be heroes.
kính yêu quý vị và các anh chị. Vậy là một năm đã trôi qua, một năm với những khó khăn xen lẫn thuận lợi, cơ hội đang xen với nhiều thách thức. Nhìn lại năm qua, văn phòng Mel Ai Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều thành tích rất đáng tự hào, với nhiều niềm vui, những nụ cười, niềm hạnh phúc. Và hôm nay tại đây, tất cả chúng ta cùng nhau sum họp, quay quần nhìn lại chuỗi ngày tháng vinh quang của năm 2020 để cùng nhau giao lưu, chia sẻ cho nhau về kinh nghiệm cũng như vinh danh thành tích mà chúng ta đã đạt được trong năm qua. Cùng với đó là định hướng mục tiêu cho một năm mới, năm Tân Sửu 2021. Kính thưa quý vị, trong lời vinh danh ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu thành phần tham dự. Trong tiệc vinh danh ngày hôm nay, về phía đại diện của văn phòng Medalai Vĩnh Phúc, xin được trân trọng giới thiệu người thuyền trưởng đẹp trai tài giỏi, người đã tạo ra thương hiệu của Medalai Vĩnh Phúc trên bản đồ Medalai Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu giám đốc vùng kinh doanh miền Bắc 11, Ari Anh Trân Văn Phòng. Đã có một coi đẹp trai tài giỏi đã làm thu hút rất nhiều ánh mắt của các tư vấn tài chính. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quyền giám đốc kinh doanh khu vực cấp cao PSSM Anh Nguyễn Thiên Thanh. Và tiếp theo, người phụ nữ xinh đẹp rất là quyền lực của Medalai Vĩnh Phúc, xin được trân trọng giới thiệu PSM quyền giám đốc kinh doanh khu vực cấp cao chị Bùi Thị Thu Hằng. Dạ vâng, và tiếp theo chương trình, một người mà rất đa tài. Và từ đầu đến giờ chúng ta đã nghe giọng của anh rất nhiều rồi. Không chỉ mang đến đây sự ổn định tổ chức cho chúng ta, sự khuấy động ngay đầu giờ chiều, mà trên cương vị quản lý, anh đang là tân giám đốc kinh doanh khu vực của Medalai VPH 10 năm. Xin giới thiệu em Chi Nguyễn. Và thưa các anh chị, một năm nữa của một buổi huấn luyện, người thầy đã tạo ra rất nhiều FC, MBIT, MBA của Medalai Việt Nam. Phó trưởng phòng CP năm 2, chuyên viên cấp cao Medalai Việt Nam, thầy Lê Thanh Long. Vâng, thưa tất cả các anh chị, để Medalai Vĩnh Phúc có được thành tích vang dội trên chính chặng đường qua, chúng tôi luôn biết ơn sự hy sinh thầm lặng của những con người thường được nhắc đến là trong hậu trường sân khấu. Medalai Vĩnh Phúc, đối với Medalai Vĩnh Phúc họ là ai? Đó là những anh chị quầy dịch vụ khách hàng, tổ thư ký trong buổi lễ vinh danh và gala chào xuân 2021 này. Hôm nay xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Thầm Nguyễn nhìn rất dịu dàng, Hồng Lê rất thấm với hàng mi cong, Thu Hằng miệng rất tươi xinh, Hương Nguyễn duyên dáng mười phân vẹn mười, Tú Nguyễn miệng luôn tươi cười, vui lòng khách đến, ấm lòng khách thăm. Xin mời chào các bạn đại đời. Và điều đặc biệt, điều làm nên thành công trong buổi chiều ngày hôm nay, đó là sự hiện diện của trên 400 anh chị là quản lý, là tư vấn, là khách mời. Một chào bắt tay dài nhất, rộn rã nhất để tất cả anh chị chúng ta ngồi đây. Dạ vâng, kính thưa các anh chị, thật vinh dự và tự hào cho vùng miền Bắc 14 là thành viên trong gia đình của Medalai vùng Đại Việt, nơi mà 6 giá trị cốt lõi là khát khao, đoàn kết, là biết ơn, là sáng tạo, là ham học hỏi, là kỷ luật, luôn luôn được phát huy một cách tốt nhất. Và mỗi khi nói đến Medalai vùng miền Bắc 14, chúng ta không thể không nhắc tới người thuyền trưởng, người đã khai sinh ra miền Bắc 14. Và xin hỏi anh chị đó là ai? Là ai anh chị? Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều hạng mục và những cái hạng mục đó có thể sẽ phải kéo dài đến 9 giờ tối. Các chị đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý không? Đồng ý. Như vừa rồi anh chị Nguyễn nói, đó là chúng ta vừa kết thúc một năm đại thắng, một năm thành công. Mặc dù có rất nhiều lĩnh vực kinh doanh khác có thể đâu đó đang bị ảnh hưởng, nhưng riêng lĩnh vực của Bảo Hiểm Nhân Thọ và đặc biệt đó là Medalai năm vừa rồi, đó là một năm đại thắng, một năm thành công. Và chính thức kết thúc ngày 31 tháng 12 vừa rồi, đó chính là ngày mà Medalai Vĩnh Phúc đã
vượt qua đã trải qua kỳ nhiệm kỳ đầu tiên, đó là 5 năm đầu tiên phát triển, xây dựng và phát triển của mình. Và ở trên khán phòng, ở trong hội trường và đâu đó ở khắp mọi nơi, các chị đều thấy đó là gì? Đó là cái thông điệp mà Mai Vĩnh Phúc nói trong nhiều năm qua, đó là thời gian khởi nghiệp, đúng không anh chị? Bây giờ chúng ta có còn khởi nghiệp không ạ? Còn không ạ? Vẫn còn đúng không anh chị? Nếu như các anh chị bây giờ bắt đầu gia nhập với Vinh Online thì các anh chị đang khởi nghiệp. Nếu như các anh chị bây giờ đang là trưởng nhóm, đang quản lý 10 nhân sự trong nhóm của mình thì chúng ta đang khởi nghiệp ở vai trò đó là một doanh nghiệp vừa, một doanh nghiệp nhỏ, đúng không ạ? Nếu như các anh chị đang ở vai trò đó là trưởng phòng kinh doanh trở lên, đang quản lý 50 nhân sự hay là quản lý 200 nhân sự, 300 nhân sự thì lúc này chúng ta đang khởi nghiệp là ở cái vị trí, cái vai trò đó là 200 nhân sự. Và với tôi, với quan điểm của tôi đó là mình tại thời điểm hiện tại chúng tôi đang khởi nghiệp với 1.116 nhân sự, có nghĩa là kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 vừa rồi, vùng miền Bắc 14 chúng ta đang có 1.116 nhân sự anh chị, và tăng trưởng là 30% so với năm 2019. Tuy nhiên trên màn hình các anh chị nhìn thấy, trên màn hình đây chị nhìn thấy cái thông điệp của vùng Đại Việt, cái thông điệp của vùng Đại Việt năm nay, trong năm nay là gì ạ? Bước đại nhảy vọt. Thế thì chúng ta vẫn đang nói với nhau rằng là chúng ta vẫn khởi nghiệp, nhưng tại sao lại là bước đại nhảy vọt? Xin chia sẻ với các anh chị. Không phải tại cái thời điểm hiện tại chúng ta luôn luôn đó là gì ạ? Chúng ta phải giữ cho mình cái tinh thần khởi nghiệp, cho dù chúng ta là đang là ở vai trò nào, vị trí nào, đang quản lý nhân sự hay là quản lý bao nhiêu nhân sự, nhưng chúng ta phải luôn luôn hướng tới đó là gì? Đó là đón lấy cơ hội, nắm bắt lấy cơ hội, cái thời cơ để chúng ta gia tăng, để chúng ta phát triển cái sự nghiệp của mình. Cái thông tin thứ hai muốn gửi tới các anh chị đó là làm thế nào để chúng ta có thể có một bước đại nhảy vọt năm 2021. Chúng ta bắt đầu từ đâu? Công cụ đó là gì? Đó, thì trong lĩnh vực kinh doanh mà tôi đã từng chia sẻ với rất nhiều các anh chị, với tất cả các anh chị, đó là gì? Đó là khi bước vào một lĩnh vực kinh doanh, tìm hiểu một lĩnh vực kinh doanh hay là chúng ta khởi nghiệp ở trong một lĩnh vực kinh doanh, thì điều đầu tiên chúng ta thường hay tìm hiểu đó là gì? Cái lĩnh vực kinh doanh đó nó có lặp lại hay không? Thành công đó có lặp lại hay không? Ngày nay những người bước trên sân khấu này, những người sẽ được vinh danh sau đây, có thể sẽ thành công và sẽ lên sân khấu vào năm kế tiếp hay không? Thì câu trả lời là đối với ngành bảo hiểm nhân thọ, đối với Mai có không ạ? Một số ngành nghề, hoặc ví dụ ở trong dịp Tết, chuẩn bị Tết đến đây, có rất nhiều những lĩnh vực kinh doanh bắt đầu, họ đang bắt đầu là gì ạ? Đầu tư rất nhiều trong cái dịp Tết này. Và sau khi kết thúc Tết thì sao? Và họ đạt hái được rất nhiều thành công. Nhưng mà vào cái thời điểm những tháng kế tiếp trong năm thì sao? Có phải là sau khi chúng khởi nghiệp ở trong cái dịp Tết, trong những dịp lễ Tết đó, và chúng ta coi đó là chúng ta đã khởi nghiệp thành công hay không? Câu trả lời là không. Và không phải lĩnh vực nào cũng có thể có những doanh số lặp lại, không phải lĩnh vực nào cũng có thể có những thành công lặp lại. Lặp lại không phải là lặp lại là giờ này năm sau Tết này năm sau chúng ta lại khởi nghiệp, mà cả 12 tháng trong năm chúng ta có thể thành công lặp lại để thành công. Thứ nhất. Thứ hai đó là khi nói tới kinh doanh, nói tới lĩnh vực kinh doanh, tìm hiểu bước vào một lĩnh vực kinh doanh khởi nghiệp, thì chúng ta đặt ra câu hỏi đó là có nhân rộng được hay không? Nhân rộng có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa cái thành công của mình có thể nhân rộng được ra hay không? Và cái mô hình kinh doanh của chúng ta có thể nhân rộng được ra không? Hôm vừa rồi trong một cuộc họp giám đốc vùng trở lên của Đại Việt có một thông tin rất thú vị anh chị, đó là có một lời đề nghị của công ty bạn với VP của chúng ta, chị Phạm Mai Phương. Lời đề nghị của một công ty bạn này nói với chị Phạm Mai Phương là gì ạ? Tại sao Phương chỉ nghĩ rằng là phát triển tại Việt Nam thôi? Phương hãy nhân rộng cái mô hình này ở công ty của tôi, nhưng ở quốc gia khác. Nghĩa là với cái tốc độ phát triển của Đại Việt, như các chị biết đó là 7 năm Đại Việt khởi nghiệp, kết thúc tháng 12 năm 2020 vừa rồi, Đại Việt đó là phát hành doanh số có là gần 2.000 tỷ, tức là thiếu 21 tỷ nữa thì đạt 2.000 tỷ, tức là 1.979 tỷ, một con số rất đẹp.
1979 thì có nghĩa rằng là gì ạ? Và thật riêng tháng 12 thì Đại Việt đó là gì? Nộp vào là 2, không phải là cái mục tiêu là 268. 3-4 năm trước, năm 2019, Merai Việt Nam lập cái mục tiêu đó là 268, các chị có nhớ không? Những năm vừa rồi, Đại Việt riêng Đại Việt nộp với cái doanh số bằng cả Merai Việt Nam là năm trước. Và những người có mặt trên sân khấu ngày hôm nay, họ xứng đáng. Bởi vì năm 2020 vừa rồi họ đã rất nỗ lực. Thì tôi mong muốn đó là các chị sẽ mỗi một người được vinh danh ở đây, chúng ta hãy dành tình cảm cho họ bằng những tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ, để động viên cho họ. Xin được một lần nữa được đại diện cho ban giám đốc của Merline miền Bắc 14 Merline Vĩnh Phúc, xin được cảm ơn tới tất cả các chị quý vị là khách mời, là cha mẹ, là người thân của các anh chị, là quản lý đại lý của Merline Vĩnh Phúc có mặt trong buổi ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả các anh chị đã dành cho Merline Vĩnh Phúc, dành cho những người thành công ngày hôm nay đã tới đây và để cùng với chúng tôi vinh danh, cổ vũ, động viên, vinh danh họ và chúc cho buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn các anh chị. Các bạn có thể nhớ để cảm ơn những lời phát biểu rất là chân thành của IDN Trần Văn Thông. Có thể nói rằng là nền kinh tế thế giới suy giảm một cách nghiêm trọng, đúng không ạ? Thế nhưng trong khó khăn đó, các anh chị là tư vấn, là quản lý đã không ngừng nỗ lực, đã không ngừng vươn lên, đã không ngừng khẳng định mình, vượt qua những thử thách. Và ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chúng ta cùng vinh danh họ, vinh danh sự cống hiến của anh chị trong một năm qua, và chúng ta sẽ cùng đến với những hạng mục vinh danh cho năm 2020. Chúng ta sẽ bắt đầu với hạng mục đầu tiên như sau. Xin được vinh danh đại lý tiêu biểu tháng 2 tháng liên tục, tháng 11 và tháng 12 năm 2020. Đại lý tiêu biểu 2 tháng liên tục các anh chị. Để trở thành đại lý tiêu biểu, các anh chị cần tối thiểu 3 hợp đồng và 20 triệu FYC. Đó là điều kiện của năm 2020. 2021 là 3 hợp đồng và 25 triệu FYC trở lên. Và những con người xuất sắc họ là ai? Xin trân trọng giới thiệu với tất cả các anh chị. Mời và mời lên sân khấu tư vấn tiêu biểu Nguyễn Thị Hạnh đến từ VBF08. Và tiếp theo xin trân trọng chúc mừng và mời lên sân khấu. Xin mời ban giám đốc và anh Thiên Lai, anh Tống Trần, bộ phận CPD về 50 anh chị đang ngồi. Xin mời các anh chị chúng ta di chuyển lên sân khấu và tặng hoa quà. Xin chúc mừng tư vấn sư phạm Nguyễn Thị Hiền đến từ VBF 08. Xin chúc mừng tư vấn sư phạm Nguyễn Thị Hiền đến từ VBF 08.
Tư vấn sinh hoạt, Ngô Thị Hồng Huệ, BBF 15.
đã có rất rất nhiều các anh chị đã được bước chân lên thảm đỏ lên sân khấu. Thứ ba, hai có hai tháng nữa các anh chị, và các anh hình dung ra gì ạ? 10 tháng còn lại thì sao?
Big The Best vượt qua giới hạn bản thân, hạng vàng. Và tôi nói lại các anh chị rằng hạng vàng là các anh chị phải vượt qua được 9 con số của mình trong vòng 11 tháng trước. Và chúng ta phải cập bao nhiêu đồng ạ? Bao nhiêu ạ? Từ 8 hợp đồng trở lên thành tư vấn hạng vàng, và một tháng được 8 hợp đồng và một tháng 8 gia đình thì có vô cùng tuyệt vời không? Xin được trân trọng chúc mừng và mời lên sân khấu kỷ lục gia Nguyễn Thị Thu Thủy Vân Vân Phương Tớ. Đó, đúng rồi các anh chị, em đi như thế là đẳng cấp và xin được hết các anh chị. Xin chúc mừng kỷ lục gia tiếp theo mang tên Nguyễn Thị Hiền. Tiếp theo, xin được trân trọng chúc mừng và mời lên sân khấu kỷ lục gia hạng vàng Lê Thị Hồng Ngân. Xin chúc mừng kỷ lục gia Vé Bảy Lâm mang tên Lô Thị Hằng.
Come with me, come with me. Still I'm letting you today. Oh, I'm
Cảm ơn những cô gái của vũ đoàn đây đi. Cảm ơn các chị rất nhiều. Và một cái chị hướng mắt lên, mặt lên. Xin được trân trọng chúc mừng và mời lên sân khấu SC Hạng Bạc. Mang tay Nguyễn Thị Kim Lan. Các chị.
We live hard.
xin đưa mẹ tôi em ơi xin đưa mẹ xin đưa mẹ tôi em ơi 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 Thank you.
Dạ vâng, top 1 tư vấn dẫn đầu FPT cá nhân năm 2020. Mang tên Anyone Nguyễn Thị Thank you.
sơ được việc nhanh nhất. Chúng ta có tất cả những chương trình, tổ chức những chương trình với bạn đã chuẩn bị công phu nhất. Tinh thần lý của văn phòng và của đội ngũ, xin mời tất cả các anh chị lên sân khấu và chúng tôi có nói lời cảm ơn tình yêu của tất cả các anh chị ạ. Cảm ơn và có một cái điều khác cả đây là tinh thần lý yêu và thương rất yêu văn phòng của chúng ta. Tất cả đều là các chị, xin mời tất cả các cô thương lý xinh đẹp của Betterline, những người đã đồng ý cho chúng ta cho Betterline trong suốt thời gian qua. Thương lý đã không quản ngại thời gian và đã hỗ trợ cách đọc cho anh chị em tư vấn quản lý để họ đạt được những danh hiệu cao quý của mình. Các chị ơi, và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả những nữ sinh thương lý xinh đẹp, tin thương rất yêu văn phòng và hôm nay
ngoài các cuộc bồ lãng như chúng ta đến được. Thế cô, anh đứng đẹp thế này có lý nào được mời không? Tôi xem nào. Chúng nó đến đất đây, ok, nhưng mà tôi phải thay quần áo chứ, không thể thay đâu này.
biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay, vẫn đau thương mà thôi. Đường đời ai biết